riêng Tường, không riêng nghệ sĩ mà tất cả chúng ta luôn và cả thế giới luôn. Tường rất nhiều về kinh tế, về công việc, về cuộc sống. Thì Tường cũng rất là lo lắng. Trên Facebook cá nhân Tường cũng thường xuyên hay cập nhật. Tường lo lắng hơn những người khác nữa, bởi vì Tường biết là nhà nước mình cũng là yêu cầu là đến nơi công cộng hay là đám đông hay là này kia thì hạn chế nếu không cần thiết, hoặc là phải bịt mặt khẩu trang rồi vệ sinh rồi sạch sẽ. Tuy nhiên là mọi người cũng biết công việc của các Tường thì ví dụ như hôm nay đi quay chương trình Hẹn Trưa thì đâu có thể nào đi quay bịt mặt được đâu, đúng không ạ? Cho nên là cũng rất là lo lắng. Nhưng mà thôi thì công việc của mình thì mình cũng vẫn phải làm. Tường cũng có nói với Tường cũng hay nói với các anh chị ở trong mấy bạn ở trong đoàn phim á, tôi là diễn viên, tôi là nghệ sĩ, tôi bịch không có được. Nhưng mà các bạn á, phục vụ tôi thì các bạn nên bịch đi để an toàn cho cả hai. Tại vì mình trang điểm thì cũng được, nhưng mà bạn make up trang điểm cho mình thì bạn đó vẫn bịch mặt được. Ai quay phim hay là ekip hay biên tập thì nên bịch mặt, nghệ sĩ thì không bịch. Đó, nó là như vậy. Thì đó là cái tình hình chung, không phải riêng Tường đâu mà tất cả các anh chị nghệ sĩ đều có một cái tinh thần rất là cao để bảo vệ bản thân, tăng cường sức khỏe để mà bảo vệ cho mình và người thân qua cái mùa dịch bệnh này. Đầu tiên hết là Vân chỉ mong rằng cái dịch corona này, cái Covid-19 này nó phải được đẩy lùi. Đó là cái điều Vân mong mỏi nhất trong cái dịp 8 tháng 3 năm nay. Và chắc có lẽ nếu như là sau này có ai hỏi thì Vân cũng sẽ nói đây là một cái kỷ niệm của một năm, của cái ngày 8 tháng 3 trong một cái năm mà không bao giờ quên được. Đó là cái dịch đó nó hoành hành khắp nơi. Bởi vì sao? Đó là cái nỗi lo lắng khủng khiếp nhất của những bà mẹ. Bởi vì phụ nữ thường hay lo xa. Đó là cái điều đầu tiên Vân mong ước.